Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Ngày 20 tháng 6, trên trang mạng xã hội chia sẻ hình ảnh các dầm cầu gãy đổ sập ở dự án thi công cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An. Trong số các dầm cầu được bắt lên thì có tới 2 dầm đổ sập, gãy làm đôi. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Phần lớn mọi người đều tỏ ra thắc mắc trước chất lượng thi công của công trình trọng điểm này. Chiều cùng ngày, trao đổi với báo chí, Giám đốc điều hành Tổng công ty xây dựng Trường Sơn là đơn vị thi công tuyến cao tốc Bắc Nam trên xác nhận. Có sự việc nói trên xảy ra hơn một tháng trước. Theo lãnh đạo đơn vị thi công, sự cố sập dầm cầu xảy ra rất may không thiệt hại về người. Khu vực xảy ra sự cố thuộc đoạn qua địa bàn xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Nguyên nhân là bởi trong lúc vận chuyển, lắp ráp các dầm cầu vào mố cầu, công nhân không cẩn thận làm va vào nhau. Các dầm cầu mới đưa lên va vào dầm gác sẵn khiến bị sập. Điều kiện thời tiết quá nắng nóng, công nhân tranh thủ thời gian, gắng sức để thi công, nhưng do thao tác chưa chuẩn nên xảy ra sự việc đáng tiếc, vị lãnh đạo thông tin. Mỗi dầm cầu khoảng 38 mét, nặng từ 60 đến 70 tấn. Phía đơn vị thi công cho biết, với 2 dầm cầu hỏng, đơn vị sẽ loại bỏ. 3 dầm cầu còn lại đã được tháo dỡ chờ kiểm định chất lượng, đồng thời xem xét trách nhiệm những người có liên quan. Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc làm việc, kiểm tra, xác định đơn vị làm đúng theo thiết kế, phương pháp được duyệt. Lỗi sự cố thuộc về thao tác dầm cầu của công nhân, vị lãnh đạo này chia sẻ. Một nguồn tin cho biết, sự cố sập dầm cầu trên xảy ra vào đầu giờ chiều ngày 19 tháng 5. Tất cả các dầm cầu trên đều phải thay thế, loại bỏ khỏi khu vực hiện trường. Ngày 21 tháng 6, đại diện doanh nghiệp dự án DNDA, công ty cổ phần đầu tư Phúc Thành Hưng cho biết đã có báo cáo gửi Bộ Giao thông Vận tải và Ban Quản lý dự án về 6 sự cố lỗi kỹ thuật trong thi công cẩu lắp dầm Super T tại cầu Nghi Mỹ. Theo đó, chiều ngày 19 tháng 5, nhà thầu Tổng công ty xây dựng Trường Sơn tổ chức thi công lao lắp dầm cầu Nghi Mỹ tại nhịp số 4 giữa trụ P3 và P4. Trong quá trình thi công, mọi việc diễn ra bình thường. Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc đang cẩu lắp phiến dầm tiếp theo thì xảy ra va chạm giữa phiến dầm đang cẩu lắp với phiến dầm đã lắp ở cùng trong nhịp số 4, từ đó dẫn đến hiện tượng một số phiến dầm bị nghiêng theo hướng về bên phải của cầu theo hướng tuyến. Sau khi sự việc xảy ra, các bên liên quan gồm doanh nghiệp dự án, tư vấn giám sát và thầu thi công đã tiến hành kiểm tra hiện trường, lập biên bản và tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự việc. Kết quả tìm hiểu và đánh giá của các bên cho thấy, trong quá trình cẩu dầm, nhà thầu đã thi công theo đúng hồ sơ được duyệt. Tuy nhiên, tại thời điểm xảy ra sự việc do thời tiết khu vực tỉnh Nghệ An nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao khoảng 40 độ C, công nhân, lái máy và người lao động làm việc ngoài trời với thời gian tương đối dài, dẫn đến việc thiếu tập trung, gây sơ suất trong quá trình thao tác, cẩu lắp phiến dầm. Sau khi sự việc xảy ra, các bên đã đánh giá thiệt hại do sự sơ suất trong thao tác kỹ thuật của thợ lái máy cẩu, làm hư hại 4 phiến dầm, không có thiệt hại về người. Và nhà thầu cam kết sẽ chịu mọi chi phí phát sinh. Riêng 3 phiến dầm bị nghiêng còn lại, nhà thầu sẽ chủ động mời đơn vị kiểm định độc lập, đánh giá lại chất lượng với sự chứng kiến của các bên liên quan. Sau khi có kết quả kiểm định, sẽ đưa ra quyết định trên tinh thần đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ của dự án. Đại diện doanh nghiệp dự án cho biết, nghiêm khắc phê bình nhà thầu thi công và tư vấn giám sát trong công tác thi công, giám sát công trình, đồng thời yêu cầu tất cả các tổ chức và cá nhân liên quan tổ chức họp rút kinh nghiệm để không xảy ra trường hợp đáng tiếc. Ngày 20 tháng 5, nhà thầu đã di dời xong toàn bộ các phiến dầm bị hỏng ra khỏi hiện trường về vị trí tập kết. Ngày 25 tháng 5, Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An có buổi kiểm tra hiện trường và làm việc với các bên liên quan. Dự án cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt là dự án được đầu tư theo hình thức BOT. Thời gian bảo hành của nhà đầu tư đối với dự án trong suốt thời gian thi công và khai thác vận hành gần 20 năm. Việc xảy ra sơ suất là nằm ngoài mong muốn của nhà thầu. Nhà thầu cam kết từ bỏ kinh phí để khắc phục, đúc lại các phiến dầm đã hỏng, mỗi phiến dầm trị giá khoảng 300 triệu đồng, đại diện doanh nghiệp dự án cho biết. Vào khoảng từ 9 giờ 10 phút đến 9 giờ 30 phút ngày 21 tháng 12 năm 2021, đơn vị thi công thầu Cái Vàm, thị trấn Cái Đuôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau phát hiện trụ T7 bị lún khoảng 1/3, hơn 1 tiếng đồng hồ sau thì bị lún gần như hoàn toàn và gãy 2 nhịp của cầu.
Do có phà của công trình đang đậu ngay trụ T7 nên chưa sập hoàn toàn nhịp giữa cầu. Tuy nhiên, với sức chảy của dòng sông kết hợp với triều cường đang xuống, khoảng 12 giờ cùng ngày, toàn bộ nhịp giữa cầu đã sập hoàn toàn, nằm chắn ngang sông Cái Đôi Vàm. Rất may, sự cố không gây ảnh hưởng về người. Cầu Cái Đôi Vàm là công trình giao thông cấp 3, có chiều dài trên 286 m. Dự án có tổng mức đầu tư trên 54 tỷ đồng, trong đó giá trị xây lắp cầu hơn 30 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Cà Mau. Dự án do Ban Quản lý Dự án xây dựng công trình giao thông làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Tập đoàn TPM, dự kiến cầu được đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2022. Liên quan vụ cầu 54 tỷ đồng ở thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, Cà Mau bất ngờ sập nhịp dẫn, sáng ngày 23 tháng 12, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức buổi họp báo thông tin bước đầu xung quanh sự cố này. Tại buổi họp, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau Trần Hải Âu thông tin. Vào lúc 17 giờ ngày 20 tháng 12, sau khi đóng cọc 3 tim cọc trụ chống và bên trái trụ T7, công trình chưa xảy ra sự cố. Đến 18 giờ 30 phút, mặt cầu có hiện tượng nứt ngang tại vị trí trụ T7. Lúc đó nhà thầu xác định trụ cầu không bị lún. Đến 11 giờ 45 phút ngày 21 tháng 12, nhịp cầu 33 m, nhịp số 8 bị đứt phần còn treo trên trụ T8 và rơi xuống sông. Khi đó trụ T7 bị lún sâu khoảng 6,3 m, kéo theo nhịp số 7 dài 18 m bị sụp một đầu xuống đất. Một đầu kê trên trụ T6, các nhịp số 6, số 9 và số 10 bị lệch trượt khỏi đá kê gối. Chủ đầu tư đã bố trí đơn vị điều tiết hai đầu đoạn tuyến xảy ra sự cố công trình. Có cano trực thường xuyên hướng dẫn cho bà con đi đường vòng để đảm bảo giao thông an toàn. Ban đã liên hệ với tổ chuyên gia của Bộ Giao thông Vận tải để tư vấn hướng xử lý tiếp theo, ông Âu thông tin thêm. Trả lời câu hỏi của báo chí về trách nhiệm đối với sự cố sập cầu, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hồ Hoàng Tất cho biết, công trình xảy ra sự cố ngân sách nhà nước sẽ không bỏ ra để hoàn trả thiệt hại. Trước mắt chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ các vấn đề có liên quan đến công trình. Ông Tất cho rằng, sự cố xảy ra không ai mong muốn, nếu ảnh hưởng cho người dân, sẽ bồi thường, đơn vị nào sai thì phải chịu trách nhiệm bồi thường. Về thiết kế, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau cũng cho hay, công trình được khảo sát, thiết kế theo đúng quy định. Hiện chưa thể nhận định chính xác nguyên nhân xảy ra sự cố, phải có đơn vị kiểm định vào để thực hiện nhiệm vụ cụ thể. Ngày 27 tháng 12, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Đức Thánh cho biết, tỉnh đã có báo cáo Trung ương về sự cố. Theo ông Thánh, việc báo cáo lên Trung ương về sự cố là bình thường. Khi xảy ra vụ việc, nhận được sự quan tâm của dư luận, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ báo cáo Bộ, ngành Trung ương và Văn phòng Chính phủ về diễn biến, hướng xử lý tiếp theo. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi đôn đốc, quyết liệt chỉ đạo cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các công việc tiếp theo, đặc biệt sớm xác định nguyên nhân sự cố để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan và xử lý đúng theo quy định của pháp luật, ông Thánh thông tin. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã giao Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Văn Vi đến hiện trường để kiểm tra và xem xét chỉ đạo xử lý. Trước mắt, tạm dừng thi công phần cầu chính, khẩn trương thực hiện các biện pháp rào chắn, báo hiệu điều tiết đảm bảo giao thông đường bộ, đường thủy theo quy định, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực công trình. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau ủy quyền cho Sở Giao thông Vận tải thành lập tổ điều tra sự cố để giám định nguyên nhân sự cố công trình theo quy định. Theo đó, hiện trường sự cố sập cầu sẽ được các bên liên quan chụp ảnh, quay phim, thu thập chứng cứ, ghi chép các tư liệu cần thiết, phục vụ công tác giám định nguyên nhân trước khi phá dỡ thu dọn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại!